Có thể nói với phong độ tương đối kém của Man City trong chuỗi trận vừa qua, thì chính Arsenal mới là đội vươn lên nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, lần này thử thách của họ lại chính là một Aston Villa được thi đấu trên sân nhà Villa Park. Trước trận đấu này, người ta đã mường tượng về một chuyến làm khách không mấy dễ chịu cho Arsenal. Đối thủ của họ Aston Villa không hề là một đội dễ chơi. Đoàn quân của ông Unai Emery cũng vừa mới quật ngã Man City ngay ở vòng đấu trước hồi giữa tuần thôi. Và quan trọng hơn hết, họ đã gia công Villa Park thành một thánh địa, nơi đã chứng kiến đến 14 trận thắng liên tiếp của The Lions. Arsenal hiểu rõ sức mạnh của Aston Villa, xong nhưng như thế thì sao chứ? Unai Emery thì cũng hay đấy, nhưng Unai cũng chưa bao giờ giành nổi một chiến thắng trước đội bóng cũ của mình cả. Hơn nữa, pháo thủ cũng đã có một trận thắng nghẹt thở 4-3 trước Luton Town hồi giữa tuần, qua đó tạo đà hướng đến trận đấu gặp Aston Villa. Và nếu không thể vượt qua được một Aston Villa thì nói gì đến câu chuyện vô địch được nữa đây. Arsenal hành quân đến Villa Park đã quá hiểu ông Unai Emery. Các pháo thủ đã nhanh chóng tràn lên phần sân của Aston Villa ngay từ những phút đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc để đánh phủ đầu. Họ cũng đã có được tình huống nguy hiểm đầu tiên khi mà Martinelli tạt cột xa cho Saka băng vào dứt điểm nhưng bất thành. Nhưng Aston Villa đã cho thấy vì sao họ mới đang là đội bóng top 3 sau vòng đấu này chứ không phải là ai khác. John McGinn mở tỷ số cho đội chủ sân Villa Park từ một pha xoay người dứt điểm. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu khép lại một ngày buồn dành cho các The Gunners. Đã có những tiếc nuối dành cho Arsenal, họ thực tế là đội bóng chơi hay hơn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Arsenal rơi vào khoảng 1,5, trong khi con số từ phía Villa chỉ là khoảng 0,5 mà thôi. Hơn nữa, công tác trọng tài có lẽ cũng cần phải được nhắc đến sau trận đấu này khi đã bỏ qua một tình huống đá vào chân của Gabriel Jesus trong vòng cấm địa. Đây là trận thua thứ hai của Arsenal trong mùa giải. Ở trận thua đầu tiên, Arsenal cũng gặp nhiều vấn đề với công tác trọng tài trong trận gặp Newcastle. Đôi khi những sự bất công như thế cứ tích lũy qua năm tháng sẽ khiến cho Arsenal thua sút điểm so với một hoặc hai đội bóng cạnh tranh danh hiệu ngoại hạng vào cuối mùa. Tuy nhiên thì Arsenal cũng chỉ là một trong ba đội ở cuộc đua vô địch năm nay. Nếu nói đến cuộc đua này mà không nhắc đến đội chủ sân Etihad thì thật là thiếu sót. Theo nhiều nguồn tin từ Man City thì đội bóng này không hề quan tâm đến vị trí thứ hạng của đội tại thời điểm hiện tại. Họ đặt ra một mục tiêu rằng chỉ cần duy trì được một phong độ ổn định từ nay đến giữa tháng 3 rồi từ đó sẽ bắt đầu bứt tốc và xử lý những trận đấu quan trọng với Arsenal để kết thúc mùa giải với vị trí top 1. Họ muốn tái hiện lại kịch bản cuộc đua vô địch ở mùa giải năm ngoái như chúng tôi đã phân tích ở các video trước. Đúng là Man City có để mất điểm trước hàng loạt đội bóng trong giai đoạn gần đây. Thế nhưng đó đa phần là những đội bóng rất mạnh và những trận hòa hay trận thua vừa qua là có thể lý giải được. Ngoài ra, việc Rory trở lại thi đấu sẽ giúp tuyến giữa của Man City trở nên chắc chắn hơn rất nhiều, qua đó tạo tiền đề cho một chuỗi phong độ ổn định của đội bóng thành Manchester sau đó. Dù sở hữu một chuỗi thua dài, nhưng Man City chưa bao giờ cho thấy hệ thống của họ có dấu hiệu chệch khỏi đường ray. Khi chỉ cần Rory và sắp tới đây là Kevin De Bruyne trở lại thôi, Man City sẽ nhanh chóng quay lại với sức mạnh đáng sợ của họ. Thế nhưng có lẽ Man City cũng không thể chủ quan như thế được, cũng như không nên quá lạc quan như Arsenal, vì cuộc đua vô địch năm nay không giống như mọi năm. Đó là một cuộc đua tam mã, đại diện cuối cùng chính là Liverpool. Tạm không nói về những câu chuyện quá xa xưa nhé. Nếu chúng ta lấy mốc thời gian từ mùa giải 2016-2017 khi mà Pep Guardiola đến với Manchester City làm việc, đã không có một cuộc đua tam mã nào diễn ra cả. Chúng ta có thể nhìn thấy qua bảng biểu trên. Ở mùa giải 2016-2017, khoảng cách giữa Chelsea và Man City là lên đến 15 điểm. Trong khi trong mùa giải 2019-2020, khoảng cách giữa đội vô địch Liverpool và đội xếp thứ 3 Manchester United kéo rộng lên đến 33 điểm, một con số cực kỳ lớn. Ở mùa giải gần nhất, Man City cách đội top 3 là Manchester United 14 điểm. Song cũng khó có thể gọi đây là một cuộc đua giữa ba đội được khi phần lớn thời gian mùa 2022-2023 chỉ chứng kiến cuộc đua song mã giữa Man City và Arsenal mà thôi. Có thể nói Man City có hai đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất đối với họ trong vòng 7 năm tại vị của Pep Guardiola. Đó chính là Liverpool của mùa giải 2018-2019, 2019-2020 và 2021-2022. Đối thủ còn lại chính là Arsenal ở mùa giải vừa qua. Còn lại chỉ là câu chuyện Man City đã một mình một ngựa như thế nào mà thôi. Nếu chúng ta tạm bỏ qua năm đầu xây dựng lực lượng của họ, bước đến mùa giải năm nay, thật trùng hợp khi Liverpool đang hồi xuân trở lại sau một mùa giải bản lề vào năm ngoái, Arsenal đang cho thấy sức mạnh của mình ngày càng được hoàn thiện hơn. Man City, Arsenal và cả Liverpool giờ đây có hơn một đối thủ để quan tâm trong cuộc đua đến ngôi vương nước Anh. Vì thế nên, chiến lược của Man City ban đầu đề ra có lẽ cũng không còn quá phù hợp nữa. Man City xảy chân hồi giữa tuần, Arsenal thì thua Aston Villa 0-1 ở trên sân khách. Lẽ ra Man City và phần nào đó là Arsenal tạm thời có thể kê cao gối ngủ nếu như đó là cuộc đua song mã. Nhưng không, một đối thủ mới đã xuất hiện, chính là Liverpool. The Kop bằng một cách nào đó đã duy trì được sự bền bỉ đến kỳ lạ của mình, để rồi âm thầm vượt lên trên hai đối thủ ồn ào của mình để kiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Và họ chắc chắn sẽ giữ được ngôi vị của mình sau khi vòng đấu này khép lại, khi mà những đối thủ đứng phía sau đều đã thi đấu xong xuôi cả. Đó là thành quả dành cho đội bóng đã chơi thực sự cuột cường trong mùa giải năm nay. Và lúc này đây, người ta chợt nhận ra rằng hóa ra Liverpool cũng mạnh mẽ đến mức như vậy.
Trong 16 trận đã đấu, Liverpool mới chỉ thua một trận duy nhất, tức tưởi cho Tottenham Hotspur mà thôi. Cũng trong thời gian này, họ đã ghi được tổng cộng 36 bàn thắng, nhiều nhất giải đấu ngang với Man City, đồng thời sở hữu hàng thủ tốt nhất giải Ngoại Anh với chỉ 15 bàn thua. Liverpool ở mùa giải này không mang lại cho chúng ta thứ cảm giác về sự hủy diệt như trong mùa giải họ đăng quang hay khi họ cạnh tranh với Man City kịch liệt. Dù để thủng lưới ít bàn thua, nhưng không ít lần hàng thủ chắp vá của Liverpool đã nhận bàn thua trước từ rất sớm. Nhưng bằng một cách nào đó mà Liverpool vẫn biết cách lội ngược dòng từ thế bất lợi. Dưới đây chính là những lần mà họ đã chứng minh được đẳng cấp của họ. Thậm chí trong trận đấu gặp Fulham, Liverpool đã bị dẫn 3-2 ở phút 80 nhờ công của Douko Vares, nhưng rốt cuộc họ mới là đội bóng vui vẻ cầm 3 điểm mang về bởi những pha ghi bàn cuối giờ. Có nhiều trận Liverpool thực sự thi đấu không quá hay, điều này cũng dễ hiểu vì họ cũng đang thực sự tái thiết lại mà thôi. Nhưng chính thứ tinh thần đáng sợ của The Kop đã giúp cho họ có thể quật cường vào đúng thời điểm. Và đừng coi thường những thắng lợi nhỏ đó, một khi mà một đội bóng có thể duy trì được chuỗi phong độ như vậy trong một thời gian dài, một thứ bản lĩnh sẽ được nhen nhóm lên trong lòng cầu thủ đội bóng thành phố cảng. Kỳ thực thì việc Arsenal thua trận trước Aston Villa cũng không có gì quá đáng ngại vì Aston Villa cũng là một đội bóng không hề yếu. Và trận thua này trước đội bóng vùng Birmingham sẽ giúp cho Arsenal càng ngày càng hoàn thiện hơn cỗ máy của mình trước hàng thủ tương đối khó chịu như của ông Unai Emery. Thế nhưng song song với những suy nghĩ lạc quan đó là một chút lo lắng đến từ vị thế của Liverpool. Nếu Arsenal chỉ có một đối thủ là Man City, họ có thể thư thả một tí trong giai đoạn này khi vẫn còn cách Man City đến 6 điểm. Song với sự xuất hiện của Liverpool với 2 điểm nhiều hơn, có lẽ chuyện nghỉ ngơi chỉ nằm trong tưởng tượng của các cổ động viên mà thôi. Một cuộc đua tam mã rất thú vị và hứa hẹn sẽ không có điểm chết nào giữa ba nhân vật này.